Rồi đây chị sẽ bỏ nó vào. Thì bây giờ là nó đã áo hết tất cả những cái hỗn hợp này rồi. Là mình vừa trộn mình vừa rưới vô hả? Rưới đều cái nước sốt nãy nha. Hấp dẫn quá trời nè. Em sẽ cho cái phần gà hạt lựu vào. Xào nhanh với lửa lớn để cho gà vừa chín tới nè, đảm bảo là gà vẫn còn mềm, không có bị khô. Ngon quá. Em thấy cái món này nhanh nè, làm lẹ nè. Nó không hề bị khô như cái nỗi sợ của bạn trước đây. Nó giòn quá chị Minh. Giòn nha. Và đặc biệt là cái phần thịt bên trong á, nó vẫn còn dẻo dẻo, rất là ngon luôn. Mời quý khán giả đón xem chương trình Nhanh Mà Ngon phát sóng vào lúc 11:50 các ngày thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.